Nhân cái ngày mà ông bạn Mason Greenwood được ân xá thì tôi mạnh dạn quất ngay em 20NG cộng 8 để về review cho anh em. Trước đó nếu anh em nào không biết thì đây cũng là một trong 3 clip đầu tiên của kênh hồi mới làm. Cảm giác có chút gì đó lâng lâng thật. Gỗ xanh thì vẫn thế, chạy vẫn tít, tì vẫn khỏe, rút vẫn khét. Cái điểm mình thích nhất là AI của ông em này. Anh em nào chơi rồi thì sẽ thấy nhịp di chuyển của Greenwood là hết đứt chấm luôn. 3/5 năm chắc chắn là một điểm cộng. Dù vậy sau quả phốt vừa rồi thì chắc còn lại 2 thôi. Với các tình huống trong vòng cấm, anh em cứ ưu tiên DD, đóng căng đét vào hai góc là ăn tiền. Dù vậy có vẻ như là mùa hơi bị outdate một tí mà ông bạn đã cảm giác hơi cá đuối. Nhiều tình huống mình thấy Mason Greenwood không được lì đòn như xưa, chuyền chọt cũng sẽ là một điểm trừ. Nhưng với những anh em nào mà yêu thích lối chơi phóng và đóng, Greenwood chắc chắn xứng đáng với một tấm vé làm lại cuộc đời. Chiến thuật cho gỗ xanh, tôi sẽ cài đột phá và chạy chỗ để tận dụng tối đa những pha xi nhan rẽ vào của cầu thủ này. Anh em nào ủng hộ thì chốt thêm cho tôi con tay cầm trong một TikTok shop nữa sẽ là Mark Bình. Đừng quên follow kênh để bọn mình sớm đạt được 200k sub nha.